Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Và ở video này thì Khải ra bán cái gia truyền này kháng cả xấu kháng lô 11 ở cái bát sang bó trước năm. Với lại cái vũ khí 540, với lại cái ngọc bội kháng độc 24 sinh lực 100 này. Khải bán 3 món này với giá 4 kim cho anh nhân vật họ. Ok, và nói chung Khải cũng đã nhận Momo rồi. Nung là gia truyền này là 3 kim. Chiếc này Khải 3 kim ấy. Rồi cái ngọc bội này thì Khải bán khoảng 200 xu thôi. Nói chung vừa bán vừa cho. Rồi vũ khí này khá nhiều anh em bán khoảng hơn 2-3 kim, nhưng mà Khải bán tầm mấy trăm xu thôi. Rồi mấy trăm xu kèm theo cái này là tất cả cái này là 4 kim cho anh em thôi. Trong bang thiệt thớ nha nè. Chúng là anh này cũng bán cũ của Khải. Đó, chúng là bán 3 món này. Cái vũ khí này Khải đổi những lần trước thì bán một cây đến 3-4 kim lận nè. Tầm này thì Khải thấy nhiều nè, bán khoảng 2 kim, 3 kim. Nhưng mà Khải bán cho này vừa bán vừa cho nè. Cái này với cái này, hai cái này là 1 kim thôi. Rồi gia chiên. Rồi tổng cộng 4 kim tất cả. Rồi ok. Chung là bán cái mít đỡ lấy tiền mua lệnh bài, boss tiếp tục làm bát 14 nha nè. Chuẩn bị tiếp tục lên bát 14 nha nè mày. Ok. Và video này anh em xem và đừng quên ủng hộ Khải một like và một chia sẻ để bán được những món đồ của lệnh bài boss nha anh em. Nói chung là những món đồ mà chung chung á thì bán khá là nhanh anh em. Còn những món đồ VIP thì bán rất là lâu, như cái nọ này bán rất là lâu. Nói chung là cứ đỡ khi nào bán được bán thôi, không quan trọng. Còn mấy món đồ chung chung cứ tầm 1 kim, 2 kim hoặc là 3 kim, 4 kim đâu lại thì bán rất khá là nhanh. Đó, như những anh em xem những video trước thì mấy món mà tầm 3 kim, 4 kim, 5 kim, 6 kim đâu lại thì bán rất là ok. Rồi ok, và clip Khải sẽ tạm dừng tại đây. Và hiện tại hồi trưa Khải còn cái anh Evan, hồi tối hồi trưa chứ Khải anh Evan thì bây giờ Khải lên hàng 6 rồi nha anh em. Chung là món này kỳ cơ quá. Đó, hiện tại bây giờ tính ra hàng 5 ấy, Alvin đẹp trai này của Adder. Đó là tính ra hàng 5 đó anh em. Nếu mà này mà lột xuống ở dưới là nó là hàng 5. 1 2 4 5. Đó. Chung là gần 104 rồi. Rồi ok, bye bye anh em nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người.